Xin thân ái kính chào tất cả các bạn và chào tất cả mọi người. Tôi là Thiên Điện Nước, rất vui khi được gặp lại các bạn. Hôm nay tôi xin làm một cái clip. Tôi quay lại toàn bộ cái kích thước chi tiết lắp đặt cho một cái phòng vệ sinh khép kín để cho các bạn bạn nào có thể là muốn tìm hiểu, học hỏi, tham khảo để làm lấy thì có thể là tham khảo qua cái clip này của tôi. Còn nếu là người thợ thì các bạn đã biết rồi thì các bạn bỏ qua cái video này. Thì đây là một cái phòng vệ sinh khép kín các bạn nhá. Thì tôi đang ở trong cửa của cái phòng vệ sinh ở đây. Tôi đứng ở ngoài cửa để quay vào cho các bạn xem. Tôi chưa có lấp vữa đi thì do cái thời gian và cái điều kiện làm việc là mình đang như gấp rút nhiều công việc thì thợ xây người ta đã chát vào hết rồi, mà tôi biết đến tôi đục ra tôi làm đường ống được, do cái tiến độ về ở đây người ta làm nó nhanh quá thì tôi xin chia sẻ lại với các bạn. Thì ở cái vị trí đây là ngoài cửa đấy, đi thẳng đi vào đấy ạ. Đây tôi ngoài cửa đây. Đây ngoài cửa quay vào như này thì thẳng ở cửa đi vào đây, chỗ vị trí này sẽ lắp cái chậu rửa mặt, chậu treo tường rửa mặt. Thì bên tay trái nhìn thẳng vào màn hình các bạn nhé, thì bên tay trái này là đường cấp cho đây là đường cấp cho nước nóng, còn đây là đường cấp cho nước lạnh. Thì ống thoát nước đi ống 34, tôi đi ống 34 ở trên này, đáng nhẽ thì phải chôn như thế này này các bạn nhé, nhưng mà vì đổ bê tông hết rồi mình mới đến mình làm nên là không kịp rồi. Thì mình làm bằng cái ống 34 mình đi ở trên tường kia. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, đi ống 34 chảy ra kia, chảy vào cái thu sàn ở góc ạ. Còn ở đây trên cái đường cấp nước ra cái chậu rửa mặt này thì là có một cái đường nước nữa đi xuống này, tôi đi kẹp theo ống 34 này đi ra ngoài, nó xuyên ra ngoài kia các bạn, cấp nước ra ngoài vườn ở đằng sau nhà nữa, để tưới cây đằng sau nhà. Và kế bên của cái chậu rửa mặt này thì là cái sen tắm. Thì tôi xin chia sẻ với các bạn về cái kích thước mà để chờ, để cho sau này sen tắm hoặc là chậu nó cũng không bị cao quá. Thì về cái sen tắm nhá, thì đây là cái cốt sau này người ta sẽ lát nền này. Đấy, lát nền này, đấy chỗ đầu này. Đây chỗ này sau này lát nền lên bằng này các bạn nhá. Thì là lát nền lên từ cái chỗ để chờ lên, thì tôi đang để chờ là với cái sen tắm này, chờ là cái kích thước là 90cm thì sau khi người ta lát nền lên 5cm nữa này, người ta trừ đi 5cm lát nền lên nữa, thì cái kích thước cái sen tắm này từ cái chân chờ sen nóng và lạnh này xuống dưới mặt nền sẽ là còn lại là 85cm. Thì sau này khi ta lắp cái sen vào nó lên chữ Z nữa, cái chữ Z nó lên khoảng 5cm nữa thì là nó sẽ coi như là cái sen nó vừa cao đến cái tay gật gù ở chỗ này, nó sẽ là 90cm các bạn nhá. Đấy, đây là sen tắm. Thì là tôi ghi kia đấy, cái mũi tên đi xuống cái này đấy là khoảng cách từ dưới mặt nền nó đi lên nó là 90cm. Còn cái ở cái chậu này thì tôi để từ hai cái đầu cấp nước này nóng và lạnh này cho xuống cái mặt nền này là 65cm. Bình thường này có thể là phải để là 70cm, nếu như là những nhà mà người ta cao á thì phải để là 70cm thì khi cái chậu lắp nó cao lên thì nó mới đẹp. Như nhà đây thì nói chung là mọi người trong nhà là cũng thấp, thế nên là mọi người là yêu cầu mình là làm cho nó thấp xuống một tí để sau này đứng rửa mặt nó dễ. Thì đây là hai cái đầu chờ của chậu rửa mặt các bạn nhá. Đấy. Còn ở cái vị trí góc này đây, cái góc kia thì là đây là đường chờ cho bồn cầu. Đây là ống phi 110. Thì mình đã để đây các bạn nhìn này, từ trong tường ra những cái thước rút đây. Các bạn nhìn thấy không? 30cm. Là sau này đặt cái bệt là nó sẽ dựa cái két được vào cái tường này. Nó rất là đẹp. Đây là để cấp nước cho nó này, cho xí và xịt. Đây. Ống này là ống phi 110 các bạn nhá. Đây. Đó. Ống phi 110 chờ cho bồn cầu. Đang quay cái video cái. Còn đây là cái vị trí mà để đặt thắt sàn, là cái góc xa nhất các bạn nhé.
cái góc đấy là đặt cái vị trí coi như là thoát sàn, thu nước tất cả vào đấy, xong này lát nền nó dốc tất vào đấy. Thì bây giờ tôi chia sẻ cụ thể từng đường cấp cho nó nóng và lạnh cho các bạn xem. Thì đây, đây là cái đường cấp cho nước lạnh này các bạn này, nó đi ở bên ngoài bên kia đi vào kìa, bên ngoài kia vào, và một cái phòng vệ sinh ở bên cạnh bên kia nữa, nó đi sang đây. Thì đây là đường nước lạnh, bên tay phải tôi đây là đường nước lạnh, thì đi từ dưới nền đi lên, đi từ dưới nền đi lên thì đến đây, tôi lắp cho một cái van để khóa nước toàn bộ phòng ở đây, đó cái van đó, cái van đấy là lên, qua cái van lên ở 8 cm là cái T chia nước đi sang xí xịt. Đó. Còn tiếp đến đây là từ cái T này lên đây là đường cấp nước này, cái T chia này cấp nước sang bên sen và vòi. Đấy, cấp lên đây, đến đây là sen này, và đến đây nữa tôi cho một cái vòi xả nền này, đây là một cái vòi xả để khi trong quá trình có thể là sử dụng thì là ta xả trực tiếp cái vòi này vào chậu để có thể là giặt quần áo bằng tay cũng được này. Đấy. Giảm cái vòi này nó khỏe hơn. Còn đây, cái khoảng cách thì của cái sen tắm này, chân nóng này, chân lạnh này thì nó dựa theo trên cái thông số cơ bản của cái chân sen tắm. Thì như ở đây các bạn nhìn đây, tôi đã dùng một cái dưỡng bằng sắt này, hàn cái dưỡng bằng sắt này. Nhiều bạn thì bây giờ trên thị trường nó có cái loại bằng nhựa bán có sẵn luôn, nhưng mà tôi dùng cái này lâu năm lắm rồi, bao nhiêu năm nay rồi, hàn bằng cái ống kẽm, ống kẽm phi 20 và ống kẽm coi như là phi 25 thành một cái chữ H như này. Đây các bạn nhìn đây, tôi để khoảng cách giữa tim của cái sen tắm này giữa chân nóng và chân lạnh này là 14.5 cm này. Các bạn nhìn thấy không, 14.5 cm là khoảng cách này, là khoảng cách mà sau này các bạn lắp sen vào cái chân này nó rất là đứng, nó không bị chúm quá hoặc là nó xòe ra hai bên quá nhé các bạn nhé. Đấy, một cái khoảng cách rất là chuẩn. Thế còn là tiếp đến thì đây, từ cái van này đi lên cấp nước lên và đi lên bình nóng lạnh, đi thêm lên đây, đây là đầu chờ cấp cho bình nóng lạnh rồi sau này đây. Đấy. Còn bên tay phải là đường nước lạnh, bên tay trái là đường nước nóng. Thì cái vị trí mà để lắp cái bình nóng lạnh thì là đấy, tôi sẽ lắp ở cái vị trí đấy. Và cái khoảng cách là từ cái đầu chờ đấy nóng lạnh này lên cái trần sàn bê tông kia. Đây là cái sàn bê tông có gác xếp bạn ạ. Cái phòng này nó có cái gác xếp là vì là vệ sinh khép kín nên là người ta làm đổ mái thấp xuống để người ta làm cái gác xếp, người ta để đồ bên trên cái gác xếp này. Bên trên cái mái này là cái khoảng trống. Thì mình để là từ cái chỗ đầu cấp đấy lên trên kia, nó còn lại là đủ khoảng cách để cho lắp bình nóng lạnh. Thì đây, như ở đây tôi để là đấy các bạn nhìn thấy không, xuống đến đây, đây là còn 65 cm. Thì là sau này treo cái bình lên chỗ này là vừa đẹp, là cái đỉnh bình nó sẽ sát vào cái trần này. Còn đây là bên cạnh là khoảng cách là khoảng 30 cm là cái ổ chờ, sau này cắm bình nóng lạnh vào cái ổ chờ này. Và công tắc bật thì hoặc là át bật ở bên ngoài cửa. Còn kế bên ở đây, đây là đầu dây chờ điện chiếu sáng cho bóng đèn chiếu sáng của nhà vệ sinh. Và đây là có một cái ổ cắm để sau này cắm đèn sưởi các bạn nhé. Sau này chỗ này sẽ lắp cái đèn sưởi chỗ này. Đấy. Treo cái đèn sưởi ở đây để khi tắm những cái hôm mà nó quá giá rét, lúc thay quần áo thì chúng ta bật cái đèn sưởi lên thì nó sẽ đỡ giá rét. Còn đây là cái ô này là cái ô chờ quạt hút mùi các bạn này. Đấy. Ô quạt hút mùi là 25 cm vuông, thợ xây người ta chưa hoàn thiện mà dây điện mình chờ đây rồi. Đấy. Đấy. Còn để khi sửa chữa thì chúng ta có thể là khóa cái van này, nếu mà sửa chữa sen vòi các thứ ở trong phòng vệ sinh này có vấn cái gì hư hỏng thì ta khóa cái van này vào phát không chế nước là ok hết, là khóa tất luôn. Đấy, sau cái van khóa này là cấp nước cho tất cả sen vòi xí xịt cho đến bình nóng lạnh là nước đều qua cái van kia các bạn nhé. Hướng nước đi là từ cái van đấy nó cấp cho coi như là tất cả các thiết bị ở trong cái phòng này luôn.
Còn ở dưới này đây các bạn này, ở dưới này là thế, bên trái này có đường nước nóng này, tôi đi theo nó xuống, kẹp xuống đây đi xuống theo đường này đi sang bên kia là ở bên đằng sau cái này là có cái chậu rửa bát ở đằng bên đằng sau cái bức tường này các bạn nhé. Bên này này, bên ngoài này, đây, bên ngoài này là khu bếp đây, hai đường cấp nước ở bên kia xuyên sang ấy là tôi chờ ra đây. Đây là hai đường cấp mà cho nóng và lạnh cho cái chậu rửa bát ở bên này đấy. Sau này bên này là lắp chậu rửa bát đây. Hôm nay tôi làm một cái clip nhỏ nhỏ chia sẻ lại với tới các bạn cái cách mà đặt đường ống cấp nước nóng và lạnh cũng như đường thoát của một cái phòng vệ sinh. Thì các bạn nào có thể là xem cái video này thì tham khảo, và nếu mà các bạn nó tùy theo cái địa hình các bạn có thể làm thì các bạn có thể là lắp làm sao cho nó phù hợp với cái địa hình của cái phòng vệ sinh mà các bạn làm. Còn với tôi hôm nay thì tôi xin review lại và chia sẻ lại với các bạn một số cái tiêu chuẩn mà và cái cách bố trí sắp đặt làm sao thiết bị cho nó hợp lý. Nếu mà các bạn mà thấy cái chia sẻ của tôi có chút gì đó có thể là học hỏi thì xin comment ở dưới cái video này với tôi. Và xin chào tất cả các bạn và hẹn các bạn ở những cái video tiếp theo của tôi nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn sau.